Xin chào tất cả các bạn, mình là Quốc Thành đến từ Marketing Du lịch Channel, một trong kênh mình chia sẻ tất cả những thông tin về du lịch, về việc làm SEO du lịch, về việc làm SEO OTA, tối ưu website. Hiện tại mình đang theo đuổi, mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là tạo tài khoản trước bây giờ. Để tạo tài khoản trước bây giờ, các bạn thể vào trướcbayzgio.com. Các bạn có thể là đặt tiếng Anh hay tiếng Việt cũng đều được. Trên đây là giao diện chữa vài giờ khi các bạn chưa có tài khoản. Thì để tạo tài khoản các bạn vào rồi. Thì ở đây mình khuyên các bạn nên tạo tài khoản với việc là lẽ thường thì các bạn sẽ kết tự động. Chữa vài giờ sẽ tự động kết nối đối với Facebook nếu khi các bạn click vào Continue with Facebook. Nhưng mình khuyên các bạn để sau này thay đổi tài khoản hay để cài đặt tài khoản tốt hơn thì các bạn nên dùng Continue with Email. Đấy. Ở đây thì mình dùng tài khoản email này nên vì thế mình sẽ hiện tại mình đang dùng tài khoản email như các bạn đã nhìn thấy trên này. Đây là tài khoản email của mình. Đấy. Thì các bạn thể sử dụng tài khoản email này. Mình sẽ sử dụng tài khoản email này để đăng ký tài khoản trước bây giờ. Thì trước tiên mình sẽ làm theo hướng dẫn, đó là đưa trường email vào và tạo mật khẩu. Đó. Thì mình có thể tạo mật khẩu bằng bất kỳ cái gì đó. Thì các bạn click vào rồi. Sau khi đã chứa thông tin xong, các bạn sẽ thấy rằng đây là tên của các bạn. Thì các bạn có thể dùng bất kỳ một cái tên nào làm sao cho hợp lý. Thì hiện nay mình sẽ sử dụng tên này. Mình sẽ sử dụng tên đúng tên email luôn. Mình sẽ sử dụng tên đúng tên email luôn để chúng ta dễ nhìn. Đấy. Cái tên account này nó là tên người dùng, nó gần giống như Facebook. Thì các bạn có thể viết liền hoặc viết tắt. Mình sẽ viết liền luôn như thế này. Click vào confirm. Đó, các bạn click vào confirm. Sau các bạn chọn location. Mình chọn là Hạ Long. Khi mình xét xong ấy thì các bạn nên ví dụ như là follow một số người. Để mình nhận tin tức từ họ. Đây, các bạn có thể thấy rằng mình đăng ký rất là thành công. Thì ở đây mình sẽ trở lại trang này, trở lại Gmail thì họ sẽ có một mail thông báo, đó là chào mừng bạn đến với TripAdvisor, một trong những trang mạng du lịch lớn nhất thế giới hiện nay. Đấy. Thì đây là tài khoản mình đã tạo xong, chúng ta vào phần view tài khoản. Đấy. Mình đã following 7 người. Thì ở đây các bạn có thể là nếu các bạn nào có website, nếu có website thì add vào đây. Và các bạn giới thiệu qua một chút về mình. Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra như thế này. Các bạn muốn chỉnh sửa gì hay muốn thêm chỉnh sửa gì thì mình sẽ xóa bỏ đi. Save. Còn để vào tạo ảnh cover này thì các bạn click vào Add Cover như kiểu là các bạn làm việc với Facebook. Rất đơn giản thôi, không có gì cả. Mình sẽ chọn bức ảnh của nó đẹp đẹp đi. Chọn bức ảnh này. Rồi, các bạn kéo làm sao cho hợp lý.
Ok, vậy là đã hoàn thiện xong tài khoản TripAdvisor. Các bạn có thể thay đổi hình ảnh đại diện, quên mất, các bạn có thể thay đổi hình ảnh đại diện đây. Đấy. Thì trên đây là toàn bộ hướng dẫn tạo tài khoản TripAdvisor. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng việc like và đăng ký kênh marketing du lịch của mình. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là listing doanh nghiệp trên TripAdvisor. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.